mới mua miếng con này nghe là cả mua lại với mẹ cả mới mua. Ông Nhất có chịu với cái lại cái màu gạch này không? À, màu gạch này cũng chịu nè, tấu này cũng chịu. Mà sáng đúng không? Mà mình nghĩ cái má vậy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và Bùi Hồ đang đứng trên ngôi nhà của Út Nhất của cô bác quý anh chị. Hiện nay thì hơn 2 giờ và các anh thợ vẫn đang gấp rút cái công trình, đó là làm một cái hạng mục, đó là lót gạch, lót sàn cho ngôi nhà của Út Nhất. Thì theo dự tính á, thì chiều nay các anh thợ sẽ hoàn thành cái phần gạch sàn ở dưới này cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ đến đây xem các anh thợ lót sàn và chia sẻ những hình ảnh mới nhất về ngôi nhà của Út Nhất cho cô bác quý anh chị xem. Ngoài ra thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho chị Hà ở Ba Vì Hà Nội gửi những cái phần quà yêu thương trị giá là 200.000 đồng mỗi một anh thợ. Và chiều hôm nay, ngày hôm nay á, thì chỉ có các anh thợ Hồ thôi, ngày mai thì chỉ có các anh thợ Sắt nữa. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ gửi những cái phần quà đó cho các anh thợ, cũng như là quay những cái hạng mục công trình mà các anh thợ đang làm ha cô bác anh chị. Mời cô theo Bùi Hồ vô đây ha. Đây là cái phần mà có thể gọi là góp phần tô thêm cái phần nổi bật của ngôi nhà của Út Nhất, đó là phần gạch men. Gạch men này thì một loại gạch giả gỗ. Đây là một loại gạch mà Bùi Hồ với Út Nhất cùng nhau chọn. Lý do đây là một ngôi nhà sàn, một kiểu nhà đặc trưng của miền Tây ở vùng Đồng Tháp, An Giang hoặc là một số huyện của Kiên Giang á. Thì gạch gỗ này có gì, mỗi một viên gạch có gì, diện tích là 4 tấc vuông. Và những cái viên gạch này thì nhìn rất là dễ thương. Mặc dù cô bác quý anh chị chưa thấy được hoàn toàn cái ngôi nhà nó hoàn thiện, tuy nhiên chỉ cái một phần nhỏ thôi thì cô bác quý anh chị cũng đã thấy khi mà gạch này so với kết hợp với cái phần la phong này thì ngôi nhà nó cực kỳ sặc sỡ và đẹp đẽ như thế nào. Chú ơi, chú thấy ngôi nhà này lót gạch lên chú thấy sao? Thấy này là đẹp đó. Ok. Ok hả? Okay. Nếu như mà chú là chú chịu cái màu gạch này không, nhà của chú á? Nhà chú đúng rồi, màu gạch này. Màu gạch này luôn. Và theo dự tính của các anh thợ, vào chiều hôm nay thì sẽ hoàn thành hết cái phần lót gạch cho cái sàn này. Ngôi sàn này, sàn này tổng cộng là 50 mét vuông đúng anh Hợp? 48 mét vuông. Cái phần này anh có thể cho em biết về độ cứng á, độ chịu đựng của cái phần sàn này, thì soi cái phần gạch này lót lên nó có đủ độ nặng chịu hết cái phần sàn ở trên này không? Không, bình thường không có gì. Tại vì nó lên chừng 3-4 phần mà nó gãy đều, nó không có nặng gì không? Không có nặng hơn. Và trước đây thì anh Vũ cũng đã có gia cố bằng cái sắt 48 đúng không? Đúng. Sắt đà là sắt 48. Mầm 48 luôn. Mầm 48 luôn. Dạ rồi, thôi cảm ơn anh. Tại vì lầu rộng gì tao cũng làm 48, lầu trên cao lót gạch gì luôn mình làm vẫn 48. Vẫn 48 ha. Có nghĩa là sức, trước đó thì anh Vũ cũng đã chịu cái phần nóng đá, phần trụ thì anh Vũ cũng đã đổ đúc dĩ ở dưới rồi đổ nóng bê tông nữa, nên là nữ là cô bác quý anh chị có thể là an tâm. Có rất là nhiều cô bác quý anh chị khi mà Bùi Hồ cũng như là các anh em mà live stream á thì chia sẻ cái phần cửa này nè, nó coi có thẳng với lại cái phần cửa ở trong kia hay không. Có nghĩa là phần cửa buồng á thì thật ra thì nó không có thẳng nha cô bác anh chị, nó lệch khoảng 3-4 tấc vậy á, lệch khoảng 3-4 tấc chứ nó không ngay tim thẳng vô cái phần cửa phòng, thì lại không có thẳng vô cửa phòng. Và có một số cô bác quý anh chị nói là tại sao không để cái cửa phòng này nè, không để ở bên đây. Thì Bùi Hồ cũng phân tích chia sẻ như thế này, để bên đây thì ở bên đây là nấu nướng thì nó cũng không có tiện, tại vì khi mà mình nấu nướng đồ ăn nó sẽ bốc mùi, nó bay vô cửa phòng thì nó lại không tốt. Và cái cửa bên đây thì nó sẽ rất là hợp lý hơn cho một cái ngôi nhà sàn của mình. Khi mà lót xong cô bác quý anh chị có thể thấy là một cái phòng khách nó cực kỳ lớn luôn, phòng khách cực kỳ lớn. Và cái phần phòng của Út Nhất ở đây á thì có thể dư để cho một cái giường 1m6 vẫn bình thường đúng không anh? Đúng rồi. Cái phần phòng mà hôm trước là anh thấy mấy viên gạch, mấy viên gạch 4 2m4. 2m5. Rất là lớn luôn. Thậm chí là khi mà để cái giường bên đây có thể để được một cái tủ đồ, tủ quần áo đây luôn nè. Phòng này cũng ra 8-9m luôn. Anh thấy ngôi nhà dán gạch lên đẹp không? Có viên không? Chiều hôm nay thì các anh cũng đã đi phần điện xong, các anh điện lực á, các anh cũng đã đi phần điện này xong nè cô bác anh chị, điện này cũng đã xong luôn rồi. Ngày mai này á thì mình sẽ truyền điện xung quanh ngôi nhà.
chia sẻ ở đây tí xíu nữa. Đây là các anh thợ hồ vẫn cố gắng đang xây hoàn thành những cái vách tường còn lại của nhà vệ sinh. Chiều nay là xong hết luôn đúng không anh? Xong. Xong hết luôn. Tường này là cao 2 mét mấy luôn á. Xa xây xong thì ngày mai các anh sẽ tô. Cao 2m3. Và giật máy xéo đúng không? Giật máy xéo, xéo về đâu? Xéo về đó, đi theo cái mái nhà. À đi theo cái mái nhà này luôn, xéo về bên đây. Giá gạch là 2m25. Dạ. Chiều cao, phải nó lỡ gạch. Dạ. 2m25. À, ở đây là có hai anh thợ hả? Ờ, hai thợ. À, ba, một anh phụ hồ. Anh dán gạch. Anh đó là năm hả? Ừ. Ở đây này đổ cái này 3 phần đến 5 phần cô bác anh chị. Rất là an toàn, mình bước thì nó không có lúng. Anh hợp đổ cũng xi măng cũng khá là già. Là nữ là có thể thấy được cái màu xanh của xi măng đó. Còn cái phần cây cầu sao anh hợp? Cây cầu mơ làm. Mai làm luôn ha. Mai làm rồi đóng lan can luôn. Mai làm Vũ làm lan can. Anh Vũ làm lan can luôn. Vậy là ngày mai là coi như là hoàn thành cũng nhiều rồi. Ví dụ anh mơ là cho tô cái đó, tô đó, tô đó là mốt rồi dần á. Và bây giờ thì chắc có lẽ cũng gần chiều rồi. Thì để cho các anh thợ có thêm cái động lực để mà các anh thợ làm việc cho nó bớt mệt mỏi ấy, thì Bùi Hồ xin thay mặt chị Bùi Thị Hà ở Ba Vì, Hà Nội sẽ gửi những cái phần quà yêu thương, và mỗi anh thợ sẽ 200.000 đồng để hỗ trợ cho các anh. Còn tại vì thấy các anh làm rất là cực. Ngày hôm nay thì có tổng cộng hình như là 5 anh thợ Hồ, còn thợ sắt của anh Vũ nó vào ngày mai thì Bùi Hồ sẽ gửi sau. Thì có thể là Bùi Hồ sẽ nhờ Ông Nhất gửi cho các anh thợ, cũng như là nói những cái lời cảm ơn đến các anh thợ luôn ha. Ông Nhất cầm đi, Ông Nhất đếm. Ông Nhất này là chị Bùi Thị Hà ở Hà Nội ha. Anh đi lên anh ở đâu trước, ở đâu trước anh trọng đi ra. Anh ở trong chị gửi cho Trung đấy. Chị Hà ở Hà Nội gửi cho Trung 1200. Dạ cho anh, cảm ơn anh. Là cảm ơn chị Hà. Dạ. Đã nhận lực giúp chị Hà thì đang bị nan y mà coi livestream được thấy anh thợ vất vả quá. Ừ, cảm ơn chị... Dạ cảm ơn anh luôn ha. Chúc anh sức khỏe. Đó, anh chị Hà ở Hà Nội chỉ là mình chị gửi cho anh 200 ngàn. Hỗ trợ nạp trợ gửi lời thăm cháu Hà ở quê đâu đó, ở Hà Nội, ở Hà Nội đó thì cho chú Năm 1200 ngàn. Cảm ơn cháu. Dạ. Chúc cháu mình sức khỏe. Dạ. Chiều nay mua thịt heo kho. Thịt heo kho tàu. Bò dưỡng. Mạnh khỏe. Dạ phần quà nhỏ nhỏ nhưng mà là cái tấm lòng của chị. Dạ có một anh ở đây luôn nè. Anh ở đây luôn. Anh chị Hà ngoài Hà Nội gửi cho anh 200 ngàn tiền bồi dưỡng. Cảm ơn anh. Dạ rồi cảm ơn anh. Vất vả quá. Còn anh Hợp nữa đúng không? Anh Hợp anh nói đừng quay ảnh, ảnh giàu rồi. Anh Hợp chị Hà ngoài Hà Nội gửi cho anh 200 ngàn. Ồ, chắc chị Hà luôn. Nhận cho vui anh Hợp. Đây là cái tấm chân tình của chị. Chia sẻ với anh để anh nói lời cảm ơn hai các anh thợ, cảm ơn luôn. Thì chị đang bị nan y ở đang nằm bệnh viện ở Hà Nội. Coi được đoạn livestream của em thì thấy các anh làm cực khổ quá. Thì chị coi như là chị nói là chị gần giai đoạn kiểu là giai đoạn cuối á, vì nan y rồi. Nhưng mà chị livestream thấy các anh cực khổ á, san sẻ những yêu thương như thế này đến các anh. Ừ, cũng thay mặt anh em thợ hồ cũng cảm ơn chị Hà. Có gửi là chút nào đến chị? Cũng chúc chị mà mau hết bệnh. Sẽ có một phép. Dạ, sẽ có một phép màu nào đó đến với chị và sẽ mau hết bệnh xuất viện về để cùng đoàn tụ với gia đình ha. Rồi cảm ơn anh. Ôi ôi giỏi ghê không? Giỏi hết không? Hỏi này quấn lại chừng nữa bán không nhất. Thấy mạnh dụng ra đó. Mình thấy lụm bán bậy đó. Mua bánh cho thằng Cường nó ăn cũng được. Cái này là bán mắc tiền lắm á. Cái này hả Cường? Bà hợp mua cho bán, nó mua sao có ngàn ký. Nhưng mà ngàn ký hả? Nó mua là ngàn ký, còn ton mà cái bữa mà ton Dũng đó hồ đó là ton đó mà nó mua có 3 ngàn ký.
rồi cái ông tính không có bán nữa, cái bà thôi bán đi dọn luôn chung sạch. Cái bà nói cần họ cần bằng một bán ra ai cũng được, cũng có 3.000 rồi. Cái gì thôi rồi cho bà ấy bán bả mẹ luôn đi. Bán được nhiêu? Cái bữa đó bán được cũng cây. Cái bữa đó là không biết ông biết đó có bán bữa đó được 100 mấy. Vậy ngon rồi. Bữa bán được 100 mấy, gần 200 ngàn. Ủa anh Cường anh thích ăn bánh rồi sao mà anh nói là mua bánh cho anh nè? Ủa giấc trưa cái nó ăn ba cái bánh mà thứ bánh là kiểu như tiệm ta bán ba cái bánh mà cái gì mà bánh tay này kia đó, bánh xanh banh này kia đó, chứ mình mua ăn bọc gì cái gì cho nó nằm nó ăn cho nó đỡ buồn nó. Tại trong đó mình giống như là kiểu như giữa sông giữa ấy rồi đâu có ai nói chuyện cái nói là kệ mình mua đó cho nó mình buồn cho nó ăn. Ủa mà sao biết anh thích ăn bánh? Tại vì lúc nó kêu hoài rồi. Kêu sao? Nó nói gì nè, có tiền không mua ăn bọc bánh ăn. Dạ hả? Cứ thấy gì nó thôi để anh ăn cơm đi rồi để anh đi ra ngoài này rồi cái mời mua đem vô cho ăn. Trời. Cái mua làm ngay ăn cái gì cũng biết mà có cái ăn rồi chữ. Có cái nước đó. Nhưng mà thấy cũng tội nghiệp. Thấy tội nghiệp mà ăn rồi cũng ăn cái chữ thì có cái bệnh đó. Mua bột bánh ăn, bột bánh hết nhiêu tiền? Chúa bột bánh bự như này có 10.000, Út qua hầm nó cũng mua nó cho được 2 bọc. Ăn được mấy ngày? Chúa nó ăn người tấu rồi nó hết rồi. Giọt bọc nó có 10 mấy cái à, bọc kiểu như bánh xem banh nhỏ nhỏ vậy nè, cái vô bọc đó. Rồi cái gì đem vô cho tấu buồn nó ăn. Có uống bia đồ không hay là chỉ ăn bánh? Không, bia không có cho uống. Không có cho uống ba cái gì những cái đó. Chắc kích thích đó nguy hiểm. Không, Út biết nói gì, giờ cỡ nào thì con không cho uống hết trơn. Chân thà mày bánh thì cho mày ăn, thuốc cho nó hút là hên đó. Cái đúng ra là mấy chị mấy anh ở đây người ta không có kêu đừng cho hút thuốc, cũng như nóng quá đó, sợ cái thần kinh nó thẳng đó ấy. Bởi vì khi hiểu biết đâu đi áp đưa cho nó nhiều đâu, đưa cho nó lần thì 4-5 điếu à, cho nó hút chuẩn vậy đó hết thì thôi chiều rồi mới đem vô nữa, chứ không có cho nó hút nhiều chứ đâu phải mình đưa gói đâu. Rồi nếu đưa là mấy điếu à. À, hôm nay dán gạch lại nhìn nhà đẹp hay xấu? Cái nhà đẹp á, hồ lưỡi ở dưới này đẹp nè. Đẹp thì không trời đừng vũ nhỏ nha. Không có gì ở dưới lửa, cái màu này im. Im là sao? Như màu gạch này sáng á, cũng được. Thì phía dưới nhà, với hai đứa ông bà già đó. Thì nó ngay cũng như lót là trâu tấu vậy chứ. Ái bà cũng hàng thật cũng bệnh. Giờ nó cũng ít thấy. Tùy theo lứa tuổi nữa. Bởi vậy. Chứ mình sáng quá cái như bà đái bọc này kia. Nó hơi bị dơ. Với lại ông nhất đi làm hoài á. Bà cụ thì bà bị lẫn nên là nữ thì dọn dẹp nó khó. Có thời gian mà mình ở nhà mình làm. Có khi lúc mình sáng ấy, mình thấy bà rồi đó. Mình đi làm tới 10 giờ 11 giờ thì bà ở nhà bà đi bà xuống bà đái vô luôn. Hôm trước tính đóng Simali mà Simali thì nó cũng 3 triệu rồi. Mà còn cái này có 10, 12 triệu gia cố luôn cái phần sàn dưới đó. Thì thôi đóng thêm này đi cho nó im. Chứ Simali thì nó không im. Nữa cũng như ấy mình cái đầu cái giải này kia nè, mình cũng như mình lao sạch mình lao cho bả thì chịu cực, như cái chỗ bả mà nữa biết không có cho bả ở ngoài trước. Trời ơi tối nay ngủ ở trên cái nhà mà nó có gạch mát lạnh luôn trời. Chắc chưa ngủ được đó cưng ơi. Được bên đây ngủ được rồi anh, mà xả lót chưa có gầu á. Rồi xả lót chưa rồi cũng như tính nói gì mà chị cũng như nữa biết giờ mẹ xuống bì dưới á. Cũng như người ta chị cũng như là đem mẹ xuống bì dưới là ba có lái ỉa gì gần đâu biết nơi cớ nhà cậu nơi được. Còn như để cái mẹ ở cửa nhà đó cái ba đái khay ngáy cái gì hơi bị xa. Có khi người ta vô cái người ta khai cái nghiệp người ta đúng vô và thăm đó, bởi vì người ta chỉ như người biết là xuống bì dưới á. Cầu đó như ông biết ở đó, ông biết rồi ở đó nhà ba đái ỉa gì nó gần. Rồi bây giờ nói gì nè, nghe nè, bây giờ dự định tương lai tới là không có bán cá viên chiên, không trở thành người lô tô nữa, bán hợp tác với Bùi Hồ bán khô cá sặc thế thì sao? Không, Hồ nói là ông biết an tâm mà, cứ kiếp cứng việc cứ làm cứ bán đi, rồi cái như tuần đêm qua thì ông biết không mai mốt chắc có thể là livestream để mà bán thì ông nhất sẽ qua bên nhà của Bùi Hồ livestream bán thì trả tiền một ngày công đó luôn, còn bán xong thì có hoa hồng. Vậy cũng được. Ngắn thôi. Đúng rồi. Ông biết nói cái đó thì ông biết làm được. Livestream mình hát đồ ca đồ chơi. Biết rồi. Chuẩn bị bài ca đồ. Giao lưu với lại cô bác của chị hả cái gì? Hả cái họng gì? Nhưng mà nghề đó thích không? Không, cái đó ông biết làm được.
nó đâu biết như gói gói này kia cho hút chân không rồi vậy thôi. Gói nó làm nó có như làm cái gì cũng như gan cái gì mà mướn nó luôn mà nó dễ hơn là ở trong mát khỏi tốn vốn. Đúng rồi, không cái đó không biết làm được. Tôi với cô bác quý anh chị, thời gian sắp tới á, thì sau khi mà tăng gia nhà gốm nhất á, thì Bùi Hồ sẽ tặng cho nhà Hợp Nhất 1 ký khô hoặc là 2 ký khô để khô cá sặc bổi á, để cho các anh thợ ăn thử cảm nhận và Hợp Nhất ăn cảm nhận luôn, ngon thì mới tung ra thị trường, còn không ngon là không bán. Và cái gì như cương ái nữa đưa cho mấy ảnh ăn. Nhưng mà bảo đảm là ngon. Các anh mà các anh ở nhà mà kẹt kẹt đổi vô tủ lạnh này, lâu lâu lấy con ra chiên ăn với lại dưa leo sống rồi cơm nóng rồi cũng ngon lắm nha. Hoặc là có khách đột xuất á thì mình sẽ lấy 2 con khô ra mình chiên mình ăn với dưa chua. Làm thêm xì gỗ đế ngon lắm, bóp gỏi xoài cũng ngon. Gỏi người ta thấy người ta bóp gỏi, nhưng bóp gỏi nhưng mà Út Nhất thấy khô sặc bổi là ngon không? Ngon, tại cái đó cũng như thịt, nó cũng thịt không mà. Tại vì người ta ngoài đường lấy đi bán hoài nè, cứ thấy con khô nó cũng thịt không mà. Thấy người ta cũng mua bóp gỏi sầu đâu này kia đó. Vậy là Út Nhất biết rồi, biết là khô đó rồi. Khô phải nào mua ăn Út Nhất? Không, khô nó mắc lắm, mắc tiền lắm. Ký người nói là 200, 200 mấy. Loại 200 là loại 200 mấy chục ngàn là loại nhỏ, loại dạt á. Đó nó bán ở đây nè, đẩy ngang này nó bán cũng loại nhiều nhiều con á. Nhiều con á. Đúng rồi. Nhiều con thì rẻ tiền mà ít con thì lại nhiều tiền. Thì Bùi Hồ bán loại khoảng 7 con 1 kg thì giá nó có tầm khoảng 230. Tùy theo con. Còn nếu như mà khoảng 10 con trở lên 1 kg thì nó khoảng 201. Tại mấy bà chị chạy xe ngày nào cũng chạy ngang đây. Nhưng mà khô sặc đó ở đây người ta thích. Khô lóc thì nó hơi bị khô. Có nhiều người thì lại không chịu khô cá lóc á. Ông Đồng Tháp tại vì nó bị con khô cá lóc thì nó nhiều nó bị khô. Nhưng mà con khô sặc bổi á thì nó lại có mỡ, lại thịt nó mềm, ít xương và con nít có thể ăn được luôn. Khô đó. Không như Bùi Hồ bán khô có được. Khô cái là khô có sặc bổi á, nào người ta cũng thích. Tại ngày nay đã thông tin của cô bác anh chị, tại ngày nay thì Út cũng được, Út Nhất cũng được cô bác anh chị quan tâm thay thế cái nghề gọi là làm thuê để chuyển sang buôn bán. Thì Bùi Hồ chủ yếu mở ra buôn bán này để thứ nhất á là để tạo cho Út Nhất có một cái công ăn việc làm. Ít ra thì cũng phải hơn tiền làm cỏ. Làm á thì gói vô hồn được. Cái đó là việc nhẹ biết làm cũng hiện mới làm việc nhẹ biết làm được chứ. Đã không ngoài cồn mình làm ngoài ra là cũng như cuốc bọng mình kêu biết không có kêu. Không biết nào cái mạnh cũng kêu biết tập cuốc mà. Mà nào ngay cũng như ba đồ nặng nó cuốc không nổi. Nhưng mà làm cái đó mau lắm, mình đi khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng là về nhà thôi, lo cho ông cụ được rồi. Biết rồi. Cái đó không biết tiếng. Thôi giống nhất lo dẹp đi để thôi mưa tới. Thôi bữa nay mà dán gặp mưa lên nữa là hên đúng nhất. Cứ mà nó làm rồi ngày nay. Ngày nay dễ rồi hả anh? Rồi hả? Chiều nay rồi luôn đúng không anh? Còn mấy thùng đâu hết rồi. Có xếp rồi, cắt xếp rồi, hợp nó cắt xếp rồi. Còn nghe nói ông là hôm qua là bị bệnh hả? Dạ. Rồi sao, sức khỏe sao rồi? Thì uống chai sữa Ensure. Không chịu, chồng bụng. Đúng rồi, lớn thì đường ruột nó sẽ yếu. Đường ruột yếu. Còn cái gói thì uống được, còn cái chai là bố họ nó không hợp. Dạ. Thôi thì cái men đường ruột của mình á, dạ. nó bị yếu rồi nên mình uống, dạ, cái nó không chịu là không chịu luôn à. Lại cái đường ruột mình nó yếu rồi nó không chịu cái loại đó. Nhưng mà hôm nay ổn lại chưa? Dạ. Hôm nay khỏe lại chưa? Khỏe cũng bình thường chứ không có cái gì. Tại vì qua nó bị chọc nó ấy gì ra, còn có gì uống liều thuốc ấy luôn. Chịu cỡ 4-5 giờ mấy cô ở thành phố vô rồi cũng lên đi chơi nói chuyện thôi. Vui vẻ. Chứ đâu có. Ngày hôm nay dán gạch thấy da màu gạch sáng không ông cụ? Chưa thấy mà liều lễ rồi. Trời có bất ngờ. Cái này cũng thấy màn lô bu không để giờ nào hết giờ coi thử. Nhưng mà bảo đảm ông cụ là an toàn. Sạch đẹp. Đào bị mà lót ra hả? Dạ. Lót mấy ngày nay xong đâu. Xong ông cụ?
hả? Xong mau không? Giờ cũng gần 3 giờ. Ở giờ này thấy được coi đồng hồ được luôn. Được, thấy chưa? Thấy không còn? Thấy, biết bao nhiêu nhiêu biết chưa? Ủa có nhiều người như ông cụ là mắt không thấy đường đâu. Này thấy rõ. Mà khỏi cần mang kiếng mà thấy rõ luôn hả? Không có mang kiếng gì hết. Ông cụ đâu có bị làng đúng không? Không có, ấy cũng bình thường. Cũng chạy xe máy đi ăn cháo đồ, cũng đi đâu có cái gì. Dạ. Cũng thấy đường, cũng là không có. Hồi đó giờ không có mang kiếng mang gì hết á. Nụ cười đẹp ghê. À. Ông cụ cười đẹp ghê á. Mà gần trăm tuổi già rồi có được ngôi nhà mà nó chất lượng gì vui dữ lắm. Vui mà. Này là con ngôi như thế à, này già để dưỡng già. Chứ còn có làm gì nữa, lao động nữa. Giờ đây là coi như mức cùng rồi, già hay còn thì có giúp cái gì nó có mình nó à, thì nó đi mặn rồi cài về có gầy thì nó mua cá mua mắm gì nó làm ăn, thì mình có nó làm gì vậy mà có mình ăn mấy chứ biết. Dạ đúng rồi. Chứ mình rồi ăn thứ dữ không mà nó làm gì có tiền ăn. Hồi đó giờ có ăn phở không? Phở hả? Dạ. Ăn cô tí luôn à. Ăn cô tí nhiều. Hủ tiếu nhiêu tiền không cậu? 15.000. Còn phở là nó 30.000 không có tiền ăn. Phở là 30 à. Phải rồi. Thì tôi 30 nó mắc quá. Mắc quá. Bây giờ tôi ăn có cô tí luôn. 15.000. 15 cũng chạy ra cũng 20 mấy ngàn. Đi mua cho bà. Miếng là tôi ăn tại đây bắt gì bây giờ tôi bỏ mọc. Thế đó. Dạ. Chứ là phải ăn của mình tôi. Dạ. Bà bắt mua cho bà ăn. Như xuống ơi đâu có đi chợ mà ăn bị ta không có nấu là bắt mua cá bịch là gì đưa cho đứa cháu chứ nấu cho bà ăn. Dạ. Rồi thôi con chúc ông cụ sức khỏe ha, mai mốt lên nhà mới. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Cũng nói đúng thì cũng nhờ mấy chú. Không, cũng cảm ơn mấy chú nhiều lắm bởi vì cũng là mấy chú cũng giúp đỡ cái bên ngoài và bên trong thì cũng có được ngôi nhà. Thấy không? Nhà của mấy chú cũng giúp đỡ và tôi được không bằng cho sống hồi đó giờ nhà cột tre nhà cũng hồi mới lập mới gặp vợ tôi thì mẹ nhà tre ở mấy xác à ở mấy nhà tre là ở dạ. Mấy xác rồi ông cố là hồi đó ông cố là ông đổ đi rồi ổng giúp cho được mới toàn rồi mới mua phải lần nó cắt nó được cái nhà này nè mà 20 năm rồi. Dạ. Cái mục phải trong toàn nữa đó xong mau mục quá. Dạ. Mục rồi nó lủng lỗ nó nứt á. Dạ. Chảy. Dạ. Mấy chị kêu tôi có mấy cái chổng tôi nó có lỗ nó nhiều quá cái nó lủng. Còn cái chỗ nào mà nó rớt một hai hột thì đỡ, nó có cái mùng, nó văng văng. Còn này bị nhiều mạnh quá, nước nó rõ. Thôi ông cụ nghỉ ngơi ha, dạ. Có cái giọng văng ở dưới này là tuyệt vời luôn. Dạ mà, nghe chưa rồi mới nằm dưới này cái mát. Còn dạ. Bị ở trong thì nó phức. Nó hầm quá. Khuất ra cái hầm. Dạ. Rồi ông cụ nghỉ ngơi. Dạ. Dạ con chào. Dạ. Dạ bây giờ thì cũng đã buổi chiều rồi cô bác quý chị. Cũng sau một thời gian khá là vất vả thì các anh thợ vẫn đang miệt mài lót cái phần gạch này cô bác quý chị. Sau khi mà tráng ngồi xong thì cái phần này mình sẽ trét cái phần keo lên hình. À. Dạ. Cái màu trắng lên nó đi tới luôn giờ. À. Mình lấy màu trắng. Nó cắt
Ồ quá trời đẹp luôn. Ờ hoàn thiện chưa? Hoàn thiện phần nhà, gần như phần nhà trên rồi. Ông Nhất thấy sao? Cái này được rồi. Lăn luôn. Nằm lăn luôn kìa. Lăn luôn luôn. Anh thấy sao? Im không? Em à. Em không? Em. Quá im đúng không? Quá mừng. Em nằm lăn thôi mình luôn á. Rất đẹp cô bác anh chị. Cái này là lên gặp ok luôn nha. Dạ màu này lên quá đẹp. Thôi cũng chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cảm ơn các anh thợ ngày mai nè. Chiều nay là hết 5 giờ là xong luôn cái phần này nè. Ngày mai là các anh thợ chị lo này làm nhà vệ sinh với phần bồn cầu đúng không? Dạ.